Thư phân yêu Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội. Trọng kính Đức cha Matthew, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Kính thưa Đức cha, được tin Chúa đã gọi Đức cha Phêrô về với Ngài, con xin bày tỏ tình hiệp thông và cầu nguyện với Đức cha và toàn thể gia đình Giáo phận Quy Nhơn. Xin Chúa đón nhận Đức cha cố Phêrô vào hưởng thánh nhan Ngài. Trên quê hàng sống, sau cuộc đời tận tụy, hy sinh vì giáo hội, vì công việc mục vụ, con không đến dự lễ an táng được. Xin cầu nguyện từ xa và xin hiệp thông với giáo phận Quy Nhơn trong tình huynh đệ hiệp thông. Kính mến, Giuse Vũ Văn Thiên, Hà Nội. Tòa Giám mục Vĩnh Long, số 103, đường 3 tháng 2, thành phố Vĩnh Long. Phúc thay người tin cậy vào Chúa. Giê-rê-mi-a chương 17 câu 7. Thành kính phân yêu Vĩnh Long, ngày 9 tháng 7 năm 2024. Kính gửi Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục chính tòa Giáo phận Quy Nhơn. Trọng kính Đức cha, được tin Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên giám mục Giáo phận Quy Nhơn, đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 8 phút thứ Hai, ngày 8 tháng 7 năm 2024, hoàn tất cuộc lữ hành đức tin 88 năm với 56 năm linh mục và 25 năm giám mục. Thay mặt cho dân Chúa Giáo phận Vĩnh Long, con xin bày tỏ lời phân yêu sâu xa đến Đức cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và đại gia đình Giáo phận Quy Nhơn, cùng tăng quyến của Đức cố Giám mục Phêrô. Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh, chúng con chung lời cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giám mục Phêrô. Nguyện xin Thiên Chúa là cha giàu lòng thương xót, đón nhận và ban thưởng cho người tôi trung của Chúa được mau chóng về thiên quốc, cùng với cộng đoàn các thánh vui hưởng hạnh phúc thiên đàng. Cúi xin Đức Mẹ Sầu Bi an ủi những người đang đau buồn vì sự ra đi của Đức cố Giám mục Phêrô. Vì bận việc mục vụ nên chúng con không thể hiện diện trong thánh lễ an táng Đức cố Giám mục Phêrô. Kính mong Đức cha, đại gia đình giáo phận và quý tăng quyến thông cảm. Chúng con xin hiệp thông cầu nguyện và phân yêu với Đức cha và đại gia đình giáo phận. Thành kính Phêrô Huỳnh Văn Hai, giám mục Giáo phận Vĩnh Long. Tòa Giám mục Phan Thiết. Phan Thiết, ngày 9 tháng 7 năm 2024. Kính gửi Đức cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Thư phân yêu Kính Đức cha Matthew, được tin Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên giám mục Giáo phận Quy Nhơn, đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 7 giờ 8 phút thứ Hai, ngày 8 tháng 7 năm 2024, tại nhà hưu dưỡng tòa giám mục Quy Nhơn. Con và giáo phận Phan Thiết xin chia buồn với Đức cha, với giáo phận Quy Nhơn và tăng quyến của Đức cha Phêrô. Đồng thời, toàn ban hồ sơ phong thánh cho Đức cha Pere Delamo cũng xin được thành kính phân yêu với Đức cha và giáo phận Quy Nhơn. Vì Đức cha Phêrô là người đã cùng với Hội đồng Giám mục Việt Nam khởi xướng lên công việc xin phong thánh cho Đức cha Lambert. Năm 2003, Đức cha Phêrô đã sang Thái Lan và đã mang về hai ngũ cốt của Đức cha Lambert, trong đó một hũ đang được lưu giữ tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Hợp ý cầu nguyện với Đức cha và mọi người, xin Chúa cho linh hồn Đức cố Giám mục Phêrô sớm hưởng nhan thánh Chúa. Thành kính phân yêu Giuse Đỗ Mạnh Hùng, giám mục Giáo phận Phan Thiết. Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Thư phân yêu trọng kính Đức cha Matthew, giám mục Giáo phận Quy Nhơn. Con đã được tin Đức cha Phêrô Nguyễn Soạn đã an nghỉ trong Chúa. Cách đây vài ngày, con nhận được thiệp mời dự lễ mừng kỷ niệm ngân khánh giám mục của Ngài vào ngày 12 tháng 8 tới đây.
niềm vui chưa đến thì nỗi buồn đã ập xuống. Con thành kính phân ưu với Đức Cha và giáo phận Quy Nhơn, hiệp lời cầu nguyện cho Ngài được Chúa đem về hưởng hạnh phúc muôn đời. Con sẽ vào dự lễ an táng Ngài sáng mai ngày 10 tháng 7. Con sẽ đáp xe khách lúc 8 giờ sáng ở Vinh và đến Quy Nhơn khoảng 9 đến 10 giờ đêm. Con sẽ tự lo liệu phương tiện đến tòa giám mục. Chỉ xin Đức Cha cho con và một cha cùng đi một chỗ ngủ để sáng hôm sau cùng dâng lễ an táng Đức Cha Phêrô. Con xin chân thành cảm ơn Đức Cha. Kính thư An Phong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh. Tòa giám mục giáo phận Thái Bình số 6 Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình. Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin ta sẽ được sống muôn đời. Kính gửi Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Trọng kính Đức Cha, được tin Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên giám mục giáo phận Quy Nhơn, đã hoàn tất cuộc lữ hành đức tin trở về với Thiên Chúa. Toàn thể giáo phận Thái Bình chúng con xin dâng lời tạ ơn Chúa về sự hoàn tất tốt đẹp cuộc đời trần thế của Ngài. Với tình cảm con người, chúng con xin bày tỏ lời phân ưu sâu sắc đến Đức Cha và đại gia đình giáo phận Quy Nhơn, cùng toàn thể tăng quyến của Đức Cha Cố Phêrô. Trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, con và toàn giáo phận xin hiệp ý với Đức Cha và giáo phận Quy Nhơn trong thánh lễ an táng cầu nguyện cho Đức Cha Cố Phêrô. Con rất muốn đến tham dự lễ an táng của Đức Cha Cố, nhưng do công việc mục vụ đã lên chương trình trước nên con rất tiếc không thể tới Quy Nhơn được. Con xin hiệp nguyện cách đặc biệt trong ngày đó. Nguyện xin Chúa nhân từ thương ban ơn phúc thiên đàng cho Đức Cha Cố Phêrô đáng kính. Thái Bình ngày 8 tháng 7 năm 2024, Đa Minh Đặng Văn Cầu, giám mục giáo phận Thái Bình. Tòa giám mục Nha Trang số 22 Trần Phú, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thư phân ưu. Tòa giám mục Nha Trang ngày 9 tháng 7 năm 2024. Kính gửi Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Trọng kính Đức Cha, chúng con được tin Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên giám mục giáo phận Quy Nhơn, đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ 8 phút sáng ngày 8 tháng 7 năm 2024. Hưởng thọ 88 tuổi với 56 năm trong thiên chức linh mục và 25 năm hồng ân giám mục. Trước sự mất mát lớn lao vì sự ra đi của một cây cao bóng cả của giáo phận Quy Nhơn, trong bầu nhiệm hiệp thông với giáo hội, toàn thể giáo phận Nha Trang, chúng con xin thành kính phân ưu với Đức Cha, quý linh mục, quý tu sĩ và anh chị em giáo dân giáo phận Quy Nhơn, đồng thời với niềm hy vọng và tín thác vào Đức Kitô phục sinh, chúng con hiệp ý cùng giáo phận Quy Nhơn xin dâng lên Thiên Chúa lời tạ ơn vì biết bao ơn phúc Chúa ban cho giáo phận Quy Nhơn qua lời sống đạo, đức gương mẫu và thánh thiện, qua tình yêu và sự cống hiến hết mình vì giáo hội và giáo phận của Đức Cha Cố Phêrô. Chúng con cũng xin hiệp ý với Đức Cha và mọi thành phần dân Chúa giáo phận Quy Nhơn để cầu xin Chúa cho Đức Cha Cố Phêrô mau được hưởng phúc thiên đàng. Đứng trước sự mất mát lớn lao này, nguyện xin Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót ban ơn an ủi mọi người trong giáo phận và người thân của Đức Cha Cố Phêrô. Thành kính phân ưu. Giuse Quỳnh Văn Sĩ, giám mục giáo phận Nha Trang. Giuse Võ Đức Minh, nguyên giám mục giáo phận Nha Trang. Tòa giám mục Bùi Chu, Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định. Bùi Chu ngày 8 tháng 7 năm 2024. Thư phân ưu. Kính gửi Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, giám mục giáo phận Quy Nhơn. Chúng con được tin Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Soạn, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1936, nguyên giám mục giáo phận Quy Nhơn, đã an nghỉ trong Chúa lúc 7 giờ 8 phút sáng thứ hai ngày 8 tháng 7 năm 2024
tại nhà hư dưỡng tòa giám mục Quy Nhơn, hưởng thọ 88 tuổi với 56 năm linh mục và 25 năm giám mục. Dẫu biết rằng không ai có thể sống mãi trên xương thế, tuy nhiên sự ra đi một cách vĩnh viễn trước mắt người đời của một vị chủ chăn đã nhiều năm coi sóc, đồng hành với các con chiên của giáo phận, với tư cách là linh mục và giám mục, vẫn là sự đau buồn, mất mát rất lớn lao, khó có thể bù đắp được. Trong tinh thần hiệp thông với những người con của Thiên Chúa, đặc biệt là những người con của Giáo hội Việt Nam thân yêu, chúng con xin gửi tới Đức Cha Giáo phận Quy Nhơn và gia đình Linh Tông huyết tộc của Đức Cha Phêrô những lời chia buồn sâu sắc. Chúng con cũng xin hiệp thông cầu nguyện với Đức Cha, với Giáo phận Quy Nhơn và với thân bằng quyến thuộc của Ngài. Cách riêng, trong thánh lễ an táng được cử hành vào lúc 5 giờ sáng thứ Năm, ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại nhà thờ chính tòa Quy Nhơn. Qua sự truyền cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Phêrô Tông Đồ và các thánh từ đạo Việt Nam, nguyện xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót đón nhận và ban phần thưởng bội hầu cho linh hồn Đức Cha Phêrô trên Thiên Quốc. Thành kính phân yêu, Thomas Vũ Đình Hiệu, Giám mục Giáo phận Bùi Chu. Tòa Giám mục Giáo phận phát diệm thư phân yêu của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận phát diệm, kính gửi Cha Văn phòng Thư ký Tòa Giám mục Quy Nhơn. Kính thưa Cha, xin Cha chuyển thư phân yêu tới Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khôi, Giám mục chính Tòa Giáo phận Quy Nhơn. Cảm ơn Cha. Kính gửi Đức Cha Matthew Nguyễn Văn Khôi, Giám mục chính Tòa Giáo phận Quy Nhơn. Con đã nhận cáo phó Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Soạn, nguyên Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, đã được Chúa gọi về. Con xin phân yêu cùng Đức Cha và toàn thể giáo phận. Con xin hợp ý với giáo phận dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Đức Cha Phêrô. Xin Chúa là Cha nhân từ sớm đưa linh hồn Đức Cha Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Kính viếng Giám mục Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận phát diệm. Thư phân yêu của Đức Cha Giuse Bùi Công Trác, Giám mục phó Tổng Giáo phận Sài Gòn. Thư phân yêu Đại chủng viện Thánh Giuse ngày 8 tháng 7 năm 2024. Trọng kính Đức Cha Matthew, con vừa được tin Chúa gọi Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, nguyên Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, về với người lúc 7 giờ 8 phút ngày hôm nay, mùng 8 tháng 7 năm 2024. Trong tâm tình yêu mến và kính trọng, thay lời cho quý cha và quý thầy Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, con xin chia buồn với Đức Cha, với giáo phận và gia đình Đức Cha Phêrô. Vì công việc mục vụ, con không thể đến đồng tế lễ an táng Đức Cha Phêrô vào lúc 5 giờ thứ Năm ngày 11 tháng 7 được. Nhưng con sẽ hiệp thông trong thiêng liêng với Đức Cha và giáo phận trong những ngày tăng chế này. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời truyền cầu của Đức Maria và các thánh sớm đón nhận linh hồn Đức Cha Phêrô về hưởng nhan thánh Chúa muôn đời. Nay kính thư, con Giuse Bùi Công Trác, Giám mục, Phụ tá Tổng Giáo phận Sài Gòn,